Samanta Chakavalesu Atra Gacchantu Devata Santhamang Munirachansa Sunantu Sangamong Khadang Thamma Savanakalo Ayam Padanta Thamma Savanakalo Ayam Padanta Thamma Savanakalo Ayam Padanta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Imina Sakarena Buddhan Cha Thamman Cha Sankhan Cha Phibu Chiyami. Tôi xin thành kính cúng dường Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo bằng sự thành kính này. Với thiện sự thành kính cúng dường Tam Bảo, kính dâng phần phước này đến chư Đại Đức Tăng và xin chia điều phần phước này đến toàn thể quý cô tu nữ cùng chư thiện nam tín nữ. Mong nhờ hồng ân của Tam Bảo hộ trì cho toàn thể quý vị thân tâm được an lạc suốt đời, nhất là trong thời nghe Pháp. Nam Mô Phật Tổ Cồ Đàm. Hôm nay là ngày 23 tháng 11 năm 2022, nhằm ngày 30 tháng 10 âm lịch năm Nhâm Dần Phật lịch 2565 theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, là ngày thứ ba của khóa thiền 10 ngày, khóa thiền tứ niệm xứ, quán niệm hơi thở vô và hơi thở ra do sư Hành Tuệ hướng dẫn để hỗ trợ và sách tấn cho quý vị trên bước đường tu hành giải thoát, như là tu tập thiền quán tứ niệm xứ. Thời pháp tối hôm nay chúng tôi xin thuyết giảng với đề tài bảy nhân đắc đạo hiện thế, tức là bảy nhân đắc đạo hiện thế. Đây là dựa theo cái lời dạy và văn dịch của ngài Hòa Thượng Tịnh Sự. Chúng ta có thể gọi một cách khác, bảy nhân đắc đạo hiện thế tức là muốn nói rằng bảy cái điều kiện để đắc đạo quả trong đời hiện tại, hoặc là bảy cái yếu tố để mà chúng ta muốn đắc đạo quả trong hiện tại, thì nó có bảy điều kiện, bảy yếu tố này nó sanh lên cho chúng ta. Sở dĩ chúng tôi chọn đề tài pháp này trong ngày hôm nay thì tại thể theo lời yêu cầu của một số người thiền sinh. Đúng ra cái thời pháp này là để thuyết giảng cho những cái ngày cuối của khóa thiền, nhưng mà vì yêu cầu chúng tôi đem tôi thuyết trước, bởi vì chúng tôi chỉ thuyết giảng ngày hôm nay nữa, ngày mai chúng tôi đi Hà Nội để chúng tôi chữa bệnh, thành ra không thể thuyết được, do đó thể theo yêu cầu. Ở đây nói về bảy nhân đắc đạo hiện thế thì đó là cái văn của ngài Hòa Thượng Tịnh Sự người dịch, hay gọi một cách khác là thất nhân đắc đạo hiện thế, tức là bảy nhân để đắc được đạo trong quả trong đời hiện tại. Giống như chúng ta tu tập, chúng ta hỏi chúng ta có khả năng đắc chứng đạo quả trong đời hiện tại hay không, thì ngày xưa các bậc thiền sư hay các bậc thầy, rồi cũng giống như là tất cả thiền sinh, khi học được cái pháp này rồi đó, bậc thầy á, người ta mới dựa trên bảy cái nhân này để kiểm tra coi đệ tử có được bảy nhân đắc đạo trong đời hiện thế hay không, để người ta dạy thúc cho đắc đạo quả trong đời hiện tại. Hoặc là ngay cả những người đệ tử tới những vị thiền sinh khi tu tập theo, xét theo bảy cái điều kiện này hay bảy cái nhân này hay bảy yếu tố này, xét coi mình có khả năng đắc chứng đạo quả ngay trong đời hiện tại không, để mình tinh tấn hơn nữa. Ở đây là chúng tôi dựa theo cái văn vần của ngài Hòa Thượng Tịnh Sự dịch theo lối ở văn 68. Bảy nhân đắc đạo hiện đời bởi vô quá khứ tạo thời đủ căn, tức là muốn nói là người nào mà có bảy cái nhân này sanh khởi lên là do quá khứ, trong thời quá khứ họ đã đào tạo đầy đủ cái căn lành, căn lây căn lành, mà căn lành nó cách khác căn lành ba la mật, tức là trong thời quá khứ chúng ta tu tập đầy đủ cái ba la mật thì nó sẽ hiện khởi cho chúng ta bảy nhân này. Một là người phải tam nhân vô tham không giận với nhân chẳng mờ, đó là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai, hai là trí độ trước kia liên quan pháp quán sẵn bề quệ tu. Ba là tinh tấn công phu nương theo giải thoát mặc dù trở ngăn. Bốn là hành đúng lý chân chánh tạng chú giải khỏi phân sai lầm. Năm là nơi chỗ vừa tâm hành đạo thích hợp trọn trăm đủ đầy. Sáu là quái niệm không vây chẳng chi bận biểu đó đây chút nào. Bảy là đặng rảnh làm sao chuyên tu chẳng có việc nào xen vô. Đó là bảy nhân, bảy điều kiện đó, chúng ta có thể tự bản thân chúng ta kiểm tra coi chúng ta có không. Giờ kìa, xét cái nhân thứ nhất. Một là người phải tam nhân,
Và tâm nhân là người gì? Thì Ngài mới giải thích là vô tham không giận với nhân chẳng mờ. Nếu có ai học về cái ví dụ pháp và siêu lý thì biết là vô tham không giận tức là vô sân, với nhân chẳng mờ tức là vô si ha, với trí tuệ. Tức là người sanh ra cái người tâm nhân thì nó nhất định nó phải có vô tham, vô sân, vô si, hay vô tham, vô sân và có trí tuệ. Nói cách khác là chúng ta giờ sanh ra trong đời này nó có tạm gọi có thể ba hàng người. Hàng người thứ nhất gọi là người vô nhân, hàng người thứ hai hàng người nhị nhân, và hàng người thứ ba là tam nhân. Đó là do quá khứ mà chúng ta tạo một cái phước nào đó, thì phước đó nó sẽ cho chúng ta sanh trong đời hiện tại là cái người vô nhân hay người nhị nhân hay người tam nhân. Làm sao chúng ta căn cứ đâu mà chúng ta biết được người đó là vô nhân, người nào nhị nhân, người tam nhân? Thì người vô nhân tức là người sanh ra bằng cái tâm quả thiện vô nhân. Quả thiện vô nhân thì sanh ra thì có thể là họ đuôi từ khi mới sanh ra, tức là còn trong bụng mẹ, hoặc là điếc từ trong bụng mẹ mới sinh ra, hoặc là thiệt. Chúng ta thì thấy người đuôi và điếc chúng ta nghe nhiều nhất, còn người thiệt chúng ta không nghe được. Thiệt là gì? Cái lỗ mũi người ta không ngửi được mùi gì hết, đó gọi là người thiệt đó. Rồi hoặc là câm, nói chung là có một khuyết tật trong cái căn chúng ta sinh ra thì chúng ta biết đó là cái người vô nhân. Tại sao vậy? Cái quả thiện hồi xưa chúng ta làm quá yếu nên nó cho chúng ta thành người vô nhân. Hàng người thứ hai khá hơn chút, còn hàng người nhị nhân. Hàng người nhị nhân biểu họ biểu lộ bên ngoài so với người tam nhân có lẽ cũng không khác gì mấy, tức là có đầy đủ cái căn bên ngoài, tức là không có đuôi, không có điếc, không câm từ trong bụng mẹ. Còn cái người mà sanh ra rồi mà đuôi đó, điếc câm thì không có kể được, không kể tính đó. Đó là người tam nhân. Người nhị nhân đây tức là tại khi sanh ra bằng cái tâm quả nhị nhân, thường gọi là tâm đại quả ly trí. Đó, mọi người còn gì pháp biết là đại quả ly trí, đó là bốn cái tâm đại quả ly trí. Còn nếu mà sanh ra người tam nhân là bốn cái đại quả hợp trí đó, nếu có học gì pháp mới biết được. Tại sao mà có cái hiện tượng này? Tại vì khi mà làm phước trong thời quá khứ hoặc là phước, chúng ta chia lại ba là phước chánh thôi: một là bố thí, hai là trì giới, và ba là tham thiền. Khi nào chúng ta làm một cái phước đó, nghĩa là nếu đủ tư đủ trí thì nó sẽ cho chúng ta sanh 16 quả tâm. Đó là 8 tâm quả thiện vô nhân và 8 tâm quả thiện hữu nhân. 8 tâm quả thiện hữu nhân như nói là 4 cái đại quả ly trí và 4 đại quả hợp trí, cộng lại là 8. 8 này cộng với 8 kia là 16. 8 cái tâm thiện quả vô nhân tức là nhãn thức thọ xả quả thiện vô nhân, nhĩ thức thọ xả quả thiện vô nhân, tỷ thức thọ xả quả thiện vô nhân, thân thức thọ lạc quả thiện vô nhân, hoặc là tiếp thâu thọ xả quả thiện vô nhân, quan sát thọ xả quả thiện vô nhân, quan sát thọ hỷ quả thiện vô nhân, tức là 8 cái tâm nghĩa là quả vô nhân. Đó là nó cho cái điều cái này không phải là nó bố thí mà để chúng ta sanh ra cái tài sản của cải nữa, mà quan trọng để sanh ra được nghĩa là 16 quả tâm đầy đủ, đủ tư đủ trí. Thế nào gọi đủ tư? Tư là gì? Tư là đầu tư hết trơn trong vấn đề cái việc phước, giống như mà chúng ta bố thí. Chúng ta đầu tư hết cái tâm chúng ta vào trong cái việc bố thí, là có tư tiền, tư hiện, tư hậu, chia ra là ba loại. Tư tiền tức là có cái ý nghĩ trước khi làm phước, và tư hiện tức là có tâm tư lúc mà đang khi làm phước, và tư hậu tức là có tâm tư sau khi làm phước. Và thường thường theo cái truyền thống mà bên Trung Hoa đó, người ta dạy nghĩa là làm phước đừng có nhớ nghĩ gì hết, là người ta đã bỏ cái tư hậu rồi, thành ra khó mà họ khá lắm được cái hạng nhị nhân chứ không được tam nhân. Đây là mới tư mà nó thiếu tư rồi. Thiếu tư mà thiếu trí tí chỉ cho được có 12 quả tâm thôi. Tức là 8 tâm thiện quả đã thọ hưởng mắt là thấy sắc đẹp, tai nghe được cái tiếng hay, mũi ngửi mùi thơm, lưỡi nếm vị ngon, và thân cảm thấy xúc lạc, vân vân. Đó là 8 cái quả thiện vô nhân để thọ hưởng cảnh đó, và 4 cái tâm đại quả ly trí. Chứ không thể nào mà người nào đủ tư đủ trí mới sanh được 16 quả tâm, mà đây là thì họ gì đó thiếu tư trước là thấy là thiếu tư rồi. Tức là làm phước mà họ không có chơi có chuẩn bị trước hết. Bởi theo Phật giáo khi dạy, khi làm phước chúng ta phải đầu tư đàng hoàng. Trước khi làm phước chúng ta phải chuẩn bị đàng hoàng. Rồi đang khi làm phước phải đầu tư hết trong khi đang làm phước, và làm phước xong rồi chúng ta phải nhớ nghĩ cái việc phước chúng ta làm, để chúng ta rút tỉa kinh nghiệm coi chúng ta được đầy đủ không. Đó là nói về tư tiền, tư hiện, tư hậu, ba đây là nói ba tư. Nhưng mà trong tư tiền phải có cái trí trước khi làm phước, và tư hiện phải có khi đang làm phước, và tư hậu sau khi đó phải có cái tư hậu sau khi làm phước. Và thường thường chúng ta làm phước mà chúng ta đã không đầu tư rồi thì là trí tuệ đâu mà có ở đó mà sanh khởi lên cho chúng ta. Bởi chúng ta làm phước là giống như thấy người ta làm, bắt chước làm theo vậy thôi, chứ chúng ta không học đầy đủ. Còn trong Phật giáo dạy đầy đủ khi bố thí phải như thế nào, đó có trí tuệ thấy nhân thấy quả như thế nào, vân vân.
Đó, thì chúng ta thấy trong ba thời, trước khi làm phước, đang khi làm phước, sau khi làm phước, thì nếu tư chúng ta đủ tư và chúng ta thiếu trí trước khi làm phước hay đang khi làm phước hoặc sau khi làm phước, thiếu một trong ba. Rồi còn khi nào chúng ta đủ tư đủ trí thì sẽ sanh chúng ta 16 quả tâm như nói, 8 tâm quả thiện vô nhân và 8 cái tâm đại quả nữa, 8 cùng 16. Còn nếu đủ tư mà thiếu trí, tuy là chúng ta có tư tiền tư hiện tư hậu, nhưng mà chúng ta thiếu trí tư tiền tư hậu, hoặc là đủ trí là tuy là chúng ta có tư tiền tư hiện tư hậu, có trí nhưng mà thiếu tư, đủ tư thiếu trí, đủ trí thiếu tư thì chỉ sanh được 12 quả tâm, tức là 8 tâm thiện quả vô nhân đó cộng với 4 đại quả bất tương trí. Chừng nào đủ tư đủ trí thì mới sanh đủ 16 quả tâm. Còn nếu mà thiếu tư thiếu trí nữa thì chỉ sanh được 8 tâm quả vô nhân thôi. Giống như tâm 8 tâm quả vô nhân này, khi mà trong đó nó có tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân thì cái tâm đó là để cho chúng sanh, nghĩa là tiếp tục thành cái người vô nhân, người lạc vô nhân trong cõi người hoặc là trong cõi trời dục giới thấp. Còn nếu mà chúng ta khá thì chúng ta được hai cái bốn đại quả bất bốn tu quả hợp trí này thì chúng ly trí này thì chúng ta chỉ sanh được người nhị nhân thôi, và người nhân không thể đắc chứng đạo quả. Và các ngài ngày xưa đó thấy cái mà đầu tư trước khi làm phước, đang khi làm phước, sau khi làm phước đó, hơi khó khăn quá, thì các ngài cũng soạn cho chúng ta cái bài nguyện: Y đăng mê bồ nhàn niết bàn năng bách vô hô tú, phước này của tôi hãy là duyên đến niết bàn. Áp bách tăng gia của chi tăng sanh sa ran tô phá qua phá quê tí hơi tú kê nát út cách thá sanh tí gia bách tí sanh tí cô. Tức là chừng nào chưa đạt thành ước nguyện, khi còn sanh tử luân hồi trong các cõi, xin cho tôi tá tục bằng tâm tá tục tam nhân tối thắng. Tức là sanh bằng tá tục tam nhân, tức là chú nguyện cái phước, dù chúng ta phước mà chúng ta thiếu tư tiền thiếu tạo, nhưng mà chú nguyện thì chúng ta có thể chuyển được qua phước đó. Ở đây chúng tôi cụ thể một cái thí dụ này, giống như khi mà chúng ta một làm một cái phước nào cho là phước trai tăng nha, thì trước hết phước trai tăng chúng ta phải có tư tiền trước, tức là chúng ta suy nghĩ đến cái chuyện mà chúng ta sẽ làm một cái phước đó, thì chúng ta phải tới chùa chúng ta tác bạch với vị trụ trì hay vị trư sĩ, nếu ngày mai con xin làm phước trai tăng một vị, hai vị, ba vị, bốn vị, năm vị, mười vị gì đó vân vân. Đó là chúng ta có được cái tư tiền. Còn tư hiền tức là bắt đầu qua ngày hôm sau chúng ta chuẩn bị, nghĩa là sắm sửa lễ vật để mà chúng ta trai tăng. Đến chùa chúng ta là thiết là lễ trai đàn, hay chúng ta nấu nướng rồi chúng ta cúng dường trong buổi đó đến cho chư tăng, gọi là tư hiện. Rồi sau khi cúng dường rồi chúng ta về chúng ta rút tỉa coi chúng ta, nghĩa là làm cúng dường vậy là có được đầy đủ chưa, tức là được tốt đẹp đầy đủ phước báo sanh lên cho ta, nên phải tư tiền tư hiện tư hậu. Thì có một đây là cái chuyện bố thí như thế nào, thì cái trì giới cũng có tư tiền tư hiện tư hậu, hay là tham thiện gì đến dự khoa tu thiền, tư tiền thì quý vị có, tư hiện thì quý vị đang làm đây, và tư hậu sau khi về quý vị rút tỉa kinh nghiệm. Thì do mà có đầy đủ tư và đủ trí này thì nó mới sanh đủ 16 quả tâm. Còn nếu mà khờ mà thấy không chắc ăn nữa thì quý vị chú nguyện cái phước cho quý vị để trở thành cái tâm nhân, đó điều kiện thứ nhất. Bởi vì vậy có được cái dòng tâm của quý vị phải là cái tâm nhân mới tu chứng thiền định được và mới đắc chứng đạo quả được. Chứ còn nếu tâm nhị nhân yếu quá thì nó có hai nhân là vô tham vô sân thì không đủ sức mà đắc chứng đạo quả. Còn nếu mà tâm vô nhân còn yếu nữa thì không thể đắc chứng đạo quả được. Do đó đòi hỏi phải tâm nhân. Nói gì có thể nắm được tâm nhân chưa? Đó coi cái ta điều kiện cái tâm nhân, tức là đòi điều. Cái này nói cách khác đây là cái phước quá khứ chúng ta. Phước quá khứ chúng ta đã chuẩn bị trước là chúng ta có sanh ra bằng cái tâm nhân. Và tâm nhân đó hồi xưa chúng tôi có hỏi Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự, thầy tổ chúng tôi là tác giả của cái bài văn này. Thì Ngài mới nói rằng muốn biết thì trắc nghiệm là bằng cách là nếu mà họ tu thiền chỉ, họ đắc thiền chỉ được thì biết đó là cái hạng người tâm nhân. Còn cái thứ hai, tu thiền quán, khi nào tu thiền quán có được 10 phiền não quán sanh khởi lên là biết họ là cái người tam nhân. 10 phiền não quán thì cái nào đó thì quý vị nghe pháp thì nghe nói. Ở đây chúng tôi cũng nói sơ về 10 phiền não quán, tức là khi chúng ta tu tập thiền quán thì cái phiền não sanh dựa theo cái thiền quán sanh khởi lên, nó gọi là tùy phiền não quán. Cũng giống như vừa rồi chúng tôi thuyết giảng về cái tùy phiền não định là 11 cái tùy phiền não định, cái tu tập định. Giống như chúng ta tu tập mà chúng ta giữ giới, chúng ta sẽ có những tùy phiền não nó sanh dơ, bất thiện nó sanh theo cái đó. Như thế nào thì cái 10 phiền não quán này, đây chúng tôi nói tắt là hào quang. Đôi khi mà chúng ta tu thiền, hào quang chúng ta có thể phát sanh người. Ban đêm chúng ta ngồi trong cốc có thể ánh sáng nó sáng cà được cái cốc ở ngoài, người ta có thể nhìn thấy được. Đây kể rồi, chúng tôi được nghe nói Ngài Hòa Thượng Bùi Chân hồi xưa ở bên Campuchia, Ngài tu thiền á. Tu người vô trong núi, người tu có cốc ở tu mà tối ngồi thiền ánh sáng mà nó sáng rực núi luôn, dân ở làng ta nhìn thấy, ta rất là kính trọng và ngưỡng mộ Ngài. Đó là hào quang. Cái thứ hai, cái pháp hỷ. Pháp hỷ khi nào bây giờ tu thiền
tầm tứ hỷ là khi nào pháp hỷ mà xem đầy đủ cho vị, năm pháp hỷ đầy đủ cho vị, pháp hỷ mạnh có thể vị ngồi có thể bay lơ lửng trên không được, đó là pháp hỷ. Tịnh đó là nói là có được những từng thiền định, từng sơ định, nhị định, tam định, tứ định, vân vân, đó những tầng định hay là bốn tầng định vô sắc. Quan hỷ, tịnh, tín, đó là đức tin. Rồi lúc đầu bây giờ mình tu tập vậy, đức tin gì rất là mãnh liệt, tin nghĩa là đối với tam bảo. Quan hỷ tịnh tín mà cần vui huệ niệm, cần tức là cái sự lúc đó giờ quý vị cảm thấy rất là siêng năng tinh tấn tham thiền, đó cái sự tinh tấn vì khởi là sự tinh tấn rất là mạnh mẽ cho vấn đề tu tập. Cần vui tức là cái lúc bây giờ vì đạt được cái sau khi đạt được pháp hỷ rồi thì đạt được cái pháp lạc, cái chi thiền lạc nó sanh khởi lên gì vui huệ, lúc giờ cái trí tuệ gì sẽ sanh khởi rất là nhiều, vì sao có thể nghĩa là hiểu biết nhiều điều mà thầy chưa giải gì có thể có hiểu biết được, đó trí tuệ nó bộc phát vậy. Niệm lúc giờ cái trí nhớ gì rất là nhớ gì vững dài vững chãi, trong ngày làm nhiều gì có thể nhớ chính xác, và thậm chí nhớ mà mạnh nữa vì có thể nhớ được tới cái tiền kiếp gì nữa, đó là cái huệ niệm. Xả và ái thương, xả đây tức là lúc đó quý vị cảm thấy cái giống như cái hành xả bao mặt quý vị, nghĩa là không chấp gì đến thế gian này, tâm quý vị lúc nào cũng hành xả rất là dễ, từ bi hỷ xả, quý vị xả rất là mạnh mẽ. Còn cái ái này không phải cái ái thông thường, mà đây là quý vị thích thú với những cái pháp thành đạt của quý vị, đó là ái lý với pháp thành đạt, đó gọi là xả thường. Trong 11 mạnh quá cường thành ra phiền não của đường quán chân, đó là ngài Hòa Thượng Tịnh Sự dịch vậy. Ở đây chúng tôi nói tắt thôi. Giờ thứ nhất là một người phải tâm nhân vô tham không giận với nhân chẳng mờ. Hai là trí độ trước kia liên quan pháp quán sẵn bề huệ tu. Cái trí tuệ trí độ này tức là trí tuệ ba la mật đó. Ở đây nó tắt chữ ba la mật là người ta dịch âm là ba la mật, còn dịch nghĩa nó là độ, giống như tôi nói gọi lục độ thập độ gì đó. Thì đây là trí độ tức là trí tuệ ba la mật trước kia liên quan pháp quán sẵn bề huệ tu, tức là quá khứ mà chúng ta đã từng hành thiền quán rồi. Thì đời này á, khi mà ông thầy ông nói lại, ông dạy lại, chúng ta rất là mau lãnh hội được. Đó là cũng do nhờ quá khứ chúng ta từng tu tập về trí tuệ ba la mật. Ở đây chúng ta nhớ lại câu chuyện của ngài Ba Hí Giá. Ngài Ba Hí Giá quý vị nhớ là lúc bây giờ, nghĩa là khi mà ngài nghĩa là lên đường gặp Đức Phật để hỏi cái pháp là bậc thánh nhân. Đây chúng ta nói tắt thôi. Đức Phật mới dạy cho. Lúc giờ nghĩa là lúc đó Đức Phật đang đi khất thực, Đức Phật nói này Ba Hí Giá, nghĩa là giờ người không phải thờ người hỏi ta, đây là thờ ta đi khất thực. Nên cái người hãy từ từ chờ. Thì ổng mới nói bà Thế Tôn, có thể trong thời gian đó Thế Tôn có thể chết hoặc là con có thể chết, nên cho nó xin ngài hãy từ bi chỉ dạy cho con một cách tóm tắt cũng được. Đó, thì ổng khẩn khoản lần thứ nhất, lần thứ hai, tới lần thứ ba Đức Phật mới giảng dạy tóm tắt cho ổng. Này Ba Hí Giá, trong cái thấy như cái thấy, trong cái nghe chỉ cái nghe, trong cái hòa thượng dịch là trong cái thọ tưởng là cái thọ tưởng, trong cái thức tri là thức tri. Đúng ra cái từ này hòa thượng dịch cũng chưa chính xác, chưa có đúng, nhưng mà tại vì cái người Việt Nam chúng ta không có từ để dịch, tại vì nếu so với cái căn mắt thấy, chúng ta nói là trong cái thấy là mắt, là nói về mắt, rồi trong cái nghe là nói về cái nhĩ căn chúng ta, rồi trong cái tỷ căn nè, thiệt căn và thân căn, ba cái này gom lại tiếng Việt chúng ta không có một từ nào, chúng ta chỉ nói là trong cái hòa thượng dịch là cái thọ tưởng thôi. Còn trong ý thức thì nó trong cái thức tri, tức là cái ý thức thì trong cái thức chỉ là cái thức tri thôi, vì rằng ngươi không phải đời này, không phải đời sau, không phải đời chân giữa, vân vân. Thì Đức Phật giảng dạy một cách tóm tắt thì Ba Hí Giá đắc chứng đầu quả thành bậc A La Hán liền. Đó là nói là cái trí tuệ, đây là nói về cái cách mà trí tuệ lãnh hội rất là lẹ. Còn nếu mà ta tu tập về thiền quán, ta cũng mau đắc chứng, cũng nhờ tu tập trí tuệ ba la mật. Cái điều thứ ba là tinh tấn công phu nương theo giải thoát mặc dù trở ngăn. Ở đây cũng do nhờ trong thời quá khứ mà chúng ta từng tu tập về tinh tấn ba la mật, coi như là đầy đủ hết. Trong 10 cái pháp ba la mật chúng ta đầy đủ hết, đây là nói là tinh tấn ba la mật chúng ta đầy đủ rồi. Cái đời này khi mà chúng ta quyết tâm mà chúng ta tu tập, không có gì mà cản trở chúng ta được, cho dù có ai mà cản đảng hay muốn giết muốn hại gì chúng ta, chúng ta quyết chí là chúng ta vẫn tu tập thôi, không ai cản đảng được. Ở đây chúng ta cũng thể tìm thêm một vài cái câu chuyện quá khứ, cái câu chuyện trong kinh ghi lại. Ngày xưa đó có một vị tỳ khưu
ở trong rừng tu tập. Lúc giờ có 500 tên cướp đi tìm cái vị này cho bằng được, giết một vị này được. Khi mà bắt đi tìm tới vị này thì vị này mới nói: tôi với các vị đâu có quán thù nào đâu mà vị giết tôi, là tại sao đi tìm tôi giết tôi. Nói tại vì chị dâu của ông đó nghĩ là ông còn sống đây, tới lúc nào đó ông sẽ trở về đời, hoàn tục về đời, ông sẽ tranh chấp tài sản với bà chị, nên bà chị muốn chúng tôi phải giết ông. Thì vị này thấy là mình là không thể nào mình sống được rồi, nhất định nó phải giết để nó lấy tiền mà. Thì vị này mới nói vậy thôi, nghĩa là các vị nghĩa là khoan giết tôi từ từ, cho tôi đến hẹn đến sáng mai mấy ông xử trí tôi như thế nào cũng được hết. Nhưng mà mấy ăn cướp nó đâu chấp nhận đâu. Bây giờ để cho ông sống đến sáng mai, nửa ban đêm hôm rồi chúng tôi mệt quá là tôi nghỉ ngủ rồi ông trốn ra. Thì nay nghe nói vậy đó, vị đó không có nói, lấy cục đá đập gãy chân mình luôn. Do như là giờ chứng tỏ là bây giờ là tôi không thể nào mà tôi lết đi được hay trốn với ông đi được. Mà có lết đi được hay trốn được, ông cũng được theo được thôi. Thì đó, vị đó nghĩa là coi như là hy sinh cái chân mình để mà tu tập. Thì đó cũng nói là cái sự mà tinh tấn tu tập. Đó cũng nhờ cái tinh tấn bằng mặt quá khứ mà có rồi, đã vượt qua hết cái trở ngại. Bốn là hành đúng lý chân, chánh tài chú giải khỏi phân sai lầm. Cái điều thứ tư rất là quan trọng là người này trong thời quá khứ đã từng gieo duyên với chánh pháp và với Phật pháp rồi, thành ra cái duyên đó đưa đến đời này nhất định phải tu cho đúng. Bốn là hành đúng lý chân, chánh tài chú giải khỏi phân sai lầm. Thì bên Tàu có một cái câu: y kinh giải nghĩa tam thế Phật quang, ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Tức là muốn nói mà y kinh mà giải nghĩa thì theo cái kinh Đức Phật là Đức Phật thuyết mà, tức thâm sâu quá thì chúng ta trí tuệ chúng ta ngày hôm nay không thể hiểu được cái thâm sâu đó. Y kinh giải nghĩa thì cái chúng ta dùng cái phàm trí chúng ta mà để giải đó, thì nghĩa là nhiều khi giải sai. Còn nếu mà ly kinh nhất tự tức là chúng ta bỏ kinh mà chúng ta giải thích theo ý chúng ta là còn chết nữa. Ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết, giống như mà đây là con ma thuyết giải chứ không phải Đức Phật thuyết giảng. Do đó chúng ta gọi là chánh tạng là Đức Phật thuyết, mà còn chú giải là các bậc thánh giải. Và các bậc thánh giải đó thì chúng ta tiếp cận về giáo pháp, từ từ chúng ta học hiểu được cái cốt lõi thâm sâu đó. Điều thứ năm, năm là nơi chỗ vừa tâm, hành đạo thích hợp trọn trăm đủ đầy. Cái điều thứ năm này sở dĩ mà chúng ta được là nhờ, thứ nhất là nhờ cái phước bố thí ba la mật chúng ta trong thời quá khứ, và thứ hai do chúng ta được cái tu tập về từ ba la mật chúng ta trong thời quá khứ. Bởi khi nhiều khi chúng ta có cái chỗ chúng ta muốn tu tập được mà chỗ đó ăn không đủ, nghĩa là thiếu thốn vật thực, thì chúng ta cũng không thể nào tu tập mà phát triển cái thiền định chúng ta được. Chúng ta phải có được đầy đủ, tuy rằng chỗ đó có thể có được đầy đủ cái vật thực được, nhưng mà chúng ta sẽ bị phi nhân quấy phá hay là người quấy phá. Thì do chúng ta mà cái từ ba mặt chúng ta quá khứ mà chúng ta yếu quá, không đủ sức để chúng ta nhiếp được hàng đó, hay là hàng phi nhân nó cũng chưa có quan hỷ để mà ủng hộ chúng ta. Thì do đó đòi hỏi chúng ta vừa có bố thí ba la mật, là chúng ta ở trên non, trên núi, trên rừng thì cũng có người đem đến tận nơi mà cúng dường người cho chúng ta tu tập. Là chúng ta tu tập yên định đó, do đó được năm. Năm là nơi chỗ vừa tâm, hành đạo thích hợp trọn trăm đủ đầy. Sáu là quái niệm không vây, chẳng chi bận biểu đó đây chút nào. Cái điều này quái niệm là ngày dịch từ chữ Bá Lý Bồ Tát, và chúng ta hiểu theo nghĩa thông thường chúng ta gọi là cái tâm bị bận lo nhiều việc, bận lo học hay bận lo sửa chữa hay bận lo làm những công việc gì đó vân vân. Những cái đó có 10 điều bận tâm đó, thì những cái bận tâm đó là do xả ba la mật chúng ta yếu. Như chúng ta mà có hành xả ba la mật mà mạnh, cái gì chúng ta cũng bỏ được hết, cho dù nó có danh có lợi chúng ta cũng vẫn bỏ được mà. Thì do đó điều thứ sáu là muốn nói là không có một cái quái niệm nào, không có một bận biểu nào khiến cho tâm mà dính mắc lại chúng ta bỏ cho tu được. Rồi tuy rằng đạt được cái điều thứ sáu rồi, nhưng mà bảy là đặng rảnh làm sao, chuyên tu chẳng có việc nào xen vô. Thì điều thứ bảy muốn nói rằng khi mà cái thời gian mà chúng ta đi đến cái đắc chính là quả sẽ giúp cho chúng ta lúc đó tự nhiên chúng ta sẽ có được cái thời gian rảnh rỗi để chúng ta chuyên tu tập, không có cái thời gian tu không thời gian bị kẹt. Chẳng hạn như sáng chúng ta muốn hành thiền, cái khách tăng tới, giả sử như đó chùa khách tăng tới tìm, rồi bận rộn lu bu, nghĩa là khách tăng không có khách tăng Phật tử tới tìm đó, thì giờ tính buổi sáng thôi, chúng ta giải quyết buổi sáng xong rồi ăn uống nghỉ ngơi xong rồi tính chiều tiến hành. Tới chiều cái là cũng có Phật tử hay khách tăng phương xa đi tới gặp chúng ta, thì chúng ta bận rộn buổi chiều coi như mất hết buổi chiều. Rồi buổi tối chúng ta chưa hành nữa, thì hết người này kiếm tới người kia, kiếm hết chuyện này tới chuyện kia nữa, thì coi như chúng ta không có còn thời gian nào rảnh hết. Còn nếu mà chúng ta đủ phước đó,
Nhiều khi tới đó sẽ có những người người ta hỗ trợ trợ duyên chúng ta. Giống như chúng ta nghe cái chuyện mà Sa Di Xuất Khá, Sa Di Ban Di Tát, khi quý vị mà quyết tâm mà tu tập rồi, chính Đức Trời Thích xuống, nghĩa là đuổi hết, nghĩa là chim chóc ở trong khu vườn không có cho kêu nó ồn ào mà nó ảnh hưởng cái tâm tu tập thiền. Thậm chí mà phi nhân mà có thể ở chung quanh đó, có thể mà lý do nào không biết, nhiều khi không phải do mình mà họ nghĩa là gây lộn nhau, quýnh lộn nhau, làm ồn ào có thể ảnh hưởng đến mình, thì Đức Trời Thích cũng đuổi hết, nghĩa là ra, mà thậm chí nghĩa là sợ như rằng những phi nhân khác mà đi tới nghĩa là quậy phá. Thì chính Đức Trời Thích kêu Tứ Đại Dương ở bốn gốc chùa trắng, bốn giữ những bốn tướng mà giữ đó, thì mấy lâu la cũng ai dám có hó hé được. Thì muốn nói là có chư thiên hộ pháp hộ trì cho, có là tu tập. Thì quý vị kiểm tra lại bảy điều này quý vị có hay không có, thì chúng tôi nghĩ các vị thiền sinh yêu cầu đó, không biết là muốn thứ nhất muốn kiểm tra mình có cái duyên đắc đa chứng đạo quả trong đời hiện tại hay không, hỏi cái điều này, hỏi thêm hay là để kiểm nghiệm thêm coi cái điều nào có, điều nào không có. Giờ chúng ta xét thứ nhất, bảy nhân đắc đạo trong đời bởi vô quá khứ tạo thời đủ căn. Một là người phải tam nhân, chúng ta có phải người tam nhân không? Thì bây giờ chúng ta cái cho đại chúng ta người tam nhân bởi sao vậy? Tức là chúng ta không phải đu mù tàn tật câm điếc gì hết trơn, không phải hàng người đó, thì chúng ta là tay chân đầy đủ rồi, thì chúng ta chỉ có hai hàng người thôi, nhị nhân và tam nhân. Thì chúng ta hy vọng chúng ta nghe là tam nhân cố gắng tu tập đi, tu tập tới lúc nào đó thì có thể thiền sư, nhiều khi thiền sư bà Ốc người ta rành rẽ, người ta có thể mà dùng tâm người ta kiểm tra tâm chúng ta, tâm nhị nhân tam nhân ta kiểm tra ta, cái đó gọi là tâm phá quan cá đó, cái dòng hữu phận của chúng ta đó, coi một giờ lại nào, hoặc là cái hành gia thiền sinh mình nếu mà thiện xảo thiền sinh cũng có thể coi lại cái dòng tâm mình coi như thế nào, đó là người tam nhân. Rồi cái thứ hai là trí độ trước kia liên quan pháp quán sang bờ và tu, tức là muốn nói là trí tuệ ba la mật. Thì có thể quá khứ chúng ta từng tu tập với Đức Phật rồi, có lẽ chúng ta tu tập cũng không được, không có gì mà khó, cố gắng chúng ta tinh tấn tu tập nhiều ngày nhiều tháng nhiều năm thì chúng ta mới có được kết quả. Ngày xưa ở đây có một cái có cô tu nữ già, có lẽ cũng 60-70 tuổi rồi, thấy mấy cô tu nữ, cái cô sư cô mà trẻ trẻ đó, khoảng hai mấy gì đó, người này báo cáo thiền sư đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền gì đó, còn mình nghĩa là thuộc bậc thầy của nó mà mình cứ tu hoài không được gì hết trơn, thì cũng khó chịu chứ. Cuối cùng bà mới giao lại cái chùa cho đệ tử coi đó, bà bỏ và đi qua bên bảo Bà Ốc. Thì chúng tôi sau này đi lên qua Bà Ốc một thời gian, chúng tôi tìm hiểu coi sao. Nghe nói bà qua bển tu tập tứ thiền bác định và nghĩa là đạt được hết, coi như cũng thỏa mãn cho cái tâm tu tập của bà. Ba là tinh tấn công phu nương theo mà giải thoát mặc dù trở ngang. Thì cái điều thứ ba là chúng ta thấy chúng ta siêng năng tu, chúng ta tu tập theo cái thời gian của ban tổ chức cũng quy định cho gì cũng cố gắng ngồi, nghĩa là ban ngày hoặc ban đêm đó, kể chúng ta cũng có sự tinh tấn. Bốn là hành đúng lý chân chánh tạng chú giải khó phân cho lành, chắc chắn là sư hành tệ hướng dẫn vị đúng theo chánh tạng và đúng theo chú giải, thì còn có gì cố gắng tu tập thôi. Năm là nơi chỗ vừa tâm hành đạo thích hợp trọn trăm đủ đầy. Thì ở nơi này tuy là nó không được đầy đủ lắm, nhưng mà chúng ta ăn uống chúng ta có được tương đối nè, và chỗ này nó cũng không quá ồn ào, không có quậy phá. Ở đây thì phải nói chúng ta cũng được may mắn, hôm trà karaoke mà khúc sau này nó không có hát sùm, chứ lúc trước nó hát sùm nhờ sao dữ lắm. Rồi coi như là cái điều thứ năm chúng ta cũng có rồi. Sáu là quái niệm không vây, chẳng chi bận biểu đó đây chút nào. Tức là quý vị đã bỏ nghĩa là tất cả cái việc nhà, bỏ cái việc buôn bán làm ăn để đi vào chùa tu tập, thì coi như ở đây cũng là nói là cũng là thuộc hành xã bân bạc, quý vị cũng đã có rồi. Giờ chỉ điều thứ bảy là đặng rảnh làm sao, chuyên tu chẳng có việc nào xin vô, thì vì để dành hết thời gian trong ngày, đừng có tán gẫu, đừng có tám nhiều quá. Cái rảnh lúc nào cũng ngồi thiền lúc nấy, rảnh như nào thiền lúc nấy, thì quý vị sẽ có được kết quả. Đây là bảy nhân, chúng ta kiểm tra coi bảy nhân chúng ta có không, thì chúng ta tạm gọi cho đánh giá cao cho quý vị cũng tạm gọi có rồi đó. Còn có mà được đầy đủ hay đặc biệt như thế nào thì quý vị khi mà tu tập tinh tấn quý vị kiểm tra lại. Nhưng mà có đây là mới nói là bảy nhân điều kiện đắc chứng đạo quả trong hiện tại thôi. Còn vấn đề mình coi mình xét coi mình xác chứng của mình có thể đắc chứng được hay không là chuyện khác nữa. Ở đây gọi là thành sự dịch là ngũ tự đoán đắc đạo hiện thế, năm điều tự đoán mình đắc đạo hiện thế. Thì ngài cũng làm văn tiếp tục nhau. Bảy nhân trước đã trình phô, năm điều tự đoán đặng vô thánh phần. Tức là bảy nhân đã nói rồi đó. Thì bắt đầu năm có được năm điều này thì chắc chắn mình sẽ đắc chứng đạo quả. Một là chẳng có lăng xăng,
tinh chánh tam bảo sư tăng dạy rành. Thì đây bởi vì nghĩa là ngài đòi thứ nhất là lòng tin, là lòng tin tuyệt đối đối với tam bảo. Tức là bởi vì tam bảo người ta cũng có nhiều tam bảo quá, đây mà ngài làm việc là tinh chánh tam bảo sư tăng dạy rành, đó là điều nhất là cái lòng tin tuyệt đối. Điều thứ hai là sức khỏe đủ thành, tiến tu chẳng trễ, dễ sanh trí nhiều. Thì cái điều thứ hai là muốn nói là khi mà chúng ta trên đường tu tập và cái phước ba la mật nó hỗ trợ cho chúng ta đắc chứng đạo quả hiện tại, thì chúng ta sẽ vượt qua cái bệnh tật ốm đau và chúng ta sẽ có đủ sức khỏe để chúng ta tu tập. Đó là điều thứ hai. Ba là thầy bạn hòa nhau, chẳng có đố kỵ, làm sao bỏ hành. Điều này á thì nó không đúng với chánh tạng, nhưng mà chúng tôi có hỏi ngài thì ngài nói là thầy bạn hòa nhau chẳng có đố kỵ, làm sao bỏ hành. Bởi vì nhiều khi ngài nói dạy cho đệ tử trong thời gian sau đệ tử nói giỏi hơn thầy, nó không còn nghe lời mình nữa. Thì hỏi sao đây, thì lúc đó thầy có dạy gì dạy đệ tử nó không thèm nghe, nó hành theo ý nó, thì chắc chắn là dầu gì nữa thì nghĩa là ở đời tôi nói gì, 30 năm trước thì con có thể nói cái gì, con hơn cha, 30 năm sau con nói bằng cha, 30 năm sau nữa thì giống như con biết là con kém hơn cha đó. Ý là đại khái một cái lời văn tôi nói. Lúc đầu thì mình tưởng là mình hay giỏi, mình đúng. Thì ngài cũng gặp cái tình trạng như thế này, dạy cho đệ tử nó ngồi thiền nó có ánh sáng sinh khởi lên, nó tưởng nó thành thánh rồi, thành ra bây giờ dạy nữa nó không chịu nghe nữa, mặc dù nó ngồi thiền có ánh sáng trong cốc rồi nó phát sanh ra bên ngoài, nó tưởng nó thành thánh rồi, chứ thực ra nó không phải là thánh gì hết, chẳng qua ngồi thiền lúc đó là nó có ánh sáng sanh mạnh thôi. Còn nói thầy bạn hòa nhau nữa, cái chỗ này nó cũng đòi hỏi cái từ ba la mật. Chúng ta sống chung trong tập thể chắc chắn nó cũng không đụng chạm cái này cũng đụng chạm cái kia, thì nếu chúng ta mà nhẫn nại và chúng ta sẽ vượt qua cái chỗ xung khắc nhau. Bởi nhiều khi chúng ta xung khắc cho bạn thiệt, nhưng mà chúng ta có được ông thầy tốt, nhiều khi nghĩa là cái xung khắc gì bạn chúng ta bỏ qua, chúng ta chủ yếu là để nghe lời thầy để dạy cho chúng ta được. Đó, ba là thầy bạn hòa nhau, chẳng có đố kỵ, làm sao bỏ hành. Bốn là tinh tấn hy sinh, dầu cho gầy ốm mặc tình ra sao. Thì điều thứ tư này muốn nói là cái tinh tấn ba la mật lúc này là thấy mình có cái điềm hay có triệu chứng có thể đắc chứng đạo quả được, thì quyết cái chí tu tập làm sao đắc chứng đạo quả thôi. Thì cái này là trong kinh có nói với các vị tỳ khưu đó, xét đó, nhiều khi người ta chú nguyện, người ta phát nguyện rằng dầu cho thịt nát cân xương da màu tuyệt cạn, nếu mà không đắc chứng đạo quả thì không rời cái chỗ này. Giống như Bồ Tát tiền thân Đức Phật của chúng ta lúc mà ngồi dưới gốc cây Bồ đề, ngài quyết chí chừng nào đắc chứng đạo quả ngài mới rời khỏi cái Bồ đề. Hay là Đức Phật cũng dạy đệ tử cũng giống vậy. Đây là nói điều thứ tư thôi. Điều thứ năm là đắc trí cao, đến tuệ tiếng thối phần sau rõ ràng. Thì đây là ngài dịch hồi xưa cái tuệ người gọi là tuệ tiếng và thối, đúng ra tuệ này gọi là tuệ sanh diệt, tuệ sanh và diệt. Nhưng mà tại ngài gọi sanh là giống như nó phát triển lên gọi là sanh, còn nó tàn xuống gọi là ngài nói tiếng, rồi tàn xuống gọi là thối. Thì tiếng thối là danh từ khác của ngài gọi cho cái tuệ sanh diệt. Sinh diệt là phần sau của sinh diệt, tức là ban đầu gọi là tự sinh diệt, nhưng mà sau nó sinh diệt quá nhanh đó, nghĩa là không kịp thấy cái sanh nữa, chỉ thấy nó diệt thôi, thì gọi là cái tuệ diệt. Nếu tính theo trong tuệ đó là cái tuệ diệt á. Chẳng hạn như xe, chúng ta thấy xe nếu chạy từ từ, chúng ta thấy từ từ nó chạy chẳng hạn bên trái nó qua bên phải qua bên trái, hay bên trái qua phải, chúng ta thấy ban đầu xe nó chạy chậm thì chúng ta thấy từ từ, nhưng mà tới một thời gian nào đó xe nó chạy nhanh quá, rồi chúng ta chưa kịp thấy tới là chúng ta đã mất nghe cái du một cái là thấy nó là kia rồi. Thì giống như mà cái trí sinh diệt chúng ta mạnh mẽ thì chúng ta thấy được danh sắc nó sinh diệt cũng giống như vậy đó. Thì lúc giờ cái tuệ và tiếng thối phần sau đây, tức là cái tuệ sinh diệt thì căn đầy tam học mới thành, làm tròn phận sự đạo sanh kiếp này. Thì nói cái căn đầy tức là ba la mật đầy đủ, thì ba la mật người nào quá khứ mà đã tu tập được đầy đủ rồi, nó là cái nhân nó sẽ sanh khởi trong đời hiện tại, sẽ tam học giới học định học tuệ học họ sẽ đầy đủ, làm tròn phận sự đạo sanh kiếp này, làm tròn phận sự tức là tu tập theo lời dạy Đức Phật đầy đủ, chắc chắn là đạo quả sanh trong kiếp này trời cho. Năm từ đều từ đáng đắc hiện thái thế này. À, chúng tôi cũng lấy thêm cái phần trích dẫn về trong chính tạng, còn cái phần hồi nãy á bảy nhân đắc đạo nó thuộc về phần chú giải, nhưng mà ngủ từ đó hiện tại này nó thuộc về cái phần chính tạng. Chính tạng trong chính tạng gọi là năm tinh cần chi, quý vị cũng có thể coi trong kinh Bồ Đề Vương Tử Kinh để thấy được năm tinh cần chi này, hoặc là coi trong cái kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh cũng có kể về cái năm tinh cần chi này. Thì lúc bây giờ Đức Phật nói với Vương Tử Bồ Thí,
này Vương Tử, có năm tin cần chi này, thế nào năm? Ở đây này Vương Tử, vị tỳ kheo có lòng tin, tin tưởng giác ngộ của Như Lai, Ngài là Thế Tôn Bậc A La Hán chánh tăng giác minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải đường người đường vua thiên sư Phật Thế Tôn cho thấy được đầy đủ ân đức của Đức Phật, đó lòng tin là tuyệt đối đó. Thứ hai, vị ấy ít bệnh ít não, với bộ tiêu hóa được điều hòa, không quá lạnh không quá nóng, trung bình hợp với tinh tấn. Thì điều thứ hai, nó hai là sức khỏe đủ thành, tiến tu chẳng trễ dễ sanh trí nhiều đó. Và điều thứ ba là vị ấy không gian trá xảo trá, tự mình xử sự như chân đối với bậc đầu sư hay đối với bậc có trí hay đối với vị đồng phạm hạnh. Ở đây điều thứ ba là nó khác cái kia, khác đây là muốn nói là nghĩa là vị ấy không gian trá, tức là muốn nói là lúc nào cũng phải chân thật đối với thầy. Có thể nói cách chúng tôi đây chúng tôi giải thích theo lối dung thông. Dung thông là tức là muốn nói đối với mà khi mà tu tập người đệ tử với thầy đó, khi mà tu tập với thầy nha, tất cả những phiền não nào, cái pháp bất thiện nào mình cũng phải thừa nhận đó, chứ mình đừng có bao giờ mình che đậy cái đó. Mình che đậy đó ông thầy không thể nào biết được cái pháp bất thiện phiền não mình để dạy cho mình được. Thì điều này muốn nói ông thầy dạy mình đó, ông cũng giống như ông bác sĩ vậy. Bác sĩ là cái nhiệm vụ bác sĩ là chữa bệnh cho mình, mà mình dù có bệnh kín bệnh gì nữa thì tới gặp bác sĩ bắt buộc phải khai thật hết cho bác sĩ dựa trên kinh nghiệm chữa bệnh đó, bác sĩ người ta mới chữa bệnh cho mình mới được hết được cái bệnh. Còn mình cứ giấu cái bệnh đó thì không có bác sĩ nào mà chữa nổi cho bệnh mình hết được, chẳng hạn bệnh nhiều khi mình còn nặng nữa. Hồi xưa đó trong kinh rất là hay, các vị mà có những phiền não là bạch với thầy. Kính bạch với thầy, tâm con cảm thấy yếu ớt như lao sĩ, con mắt con không còn nhìn rõ phương hướng, phiền não nó sinh khởi lên. Thì ông thầy ông biết được cái bệnh của đệ tử gì dạy, đệ tử thu thúc một căn làm sao đó vân vân, đệ tử thu thúc lại được thì mới vượt qua được cái phiền não đó. Đây là điều thứ ba. Ba là thầy bạn hòa nhau, chẳng có đố kỵ làm sao mà hành. Thì thầy với trò mà không có sự thông cảm nhau thì học trò nó sẽ giấu, nó không giờ nó nói thật với thầy hết. Thì đây thầy đây có hai loại, một là thầy bậc trên dạy cho, còn không nữa là tuy rằng ngang hàng nhưng mà người ta có sự tu tập cao hơn chúng ta thì người ta cũng có kinh nghiệm nhiều có thể chỉ được. Nên trong kinh Đức Phật nói là đối với các vị có trí hay các vị đồng phẩm hạnh. Và điều thứ tư như là nói vệ sống tinh cần tinh tấn, từ bỏ các bất thiện pháp, làm cho khởi lên các thiện pháp, kiên cố kiên trì không từ bỏ gánh nặng đối các thiện pháp. Tức là muốn nói là từ bỏ ác tu tập thiện đó. Rồi cái điều thứ năm, bốn là tinh tấn hy sinh dù cho gỡ mặt mình ra sao, năm là đắc trí cao, thì vệ có trí tuệ thành tựu trí tuệ về sự sanh diệt của các pháp với sự thể nhập bậc thánh, đưa đến sự chân chánh toàn diệt khổ đau. Này Vương Tử, như vậy là năm cân tinh cần chi. Này Vương Tử, vị tỳ khâu nào thành tựu năm tinh cần chi này, chấp nhận Như Lai là bậc lãnh đạo, vân vân, vị có thể chứng ngộ chứng đạt an trú trong 7 năm, tu tập trong 7 năm đắc chứng đạo quả. Mà Đức Phật nói này Vương Tử, đừng nói chi đến 7 năm, 6 năm Đức Phật hạ xuống, 6 năm, 5 năm, 4 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm. Đức Phật hạ xuống 7 tháng, 6 tháng, 5 tháng, 4 tháng, 3 tháng, 2 tháng, 1 tháng, nửa tháng, 7 đêm ngày, 6 đêm ngày, 5 đêm ngày, 4 đêm ngày, 3 đêm ngày, 2 đêm ngày, 1 đêm ngày. Này Vương Tử, đừng nói chi một đêm ngày, vì tỳ khâu nào thành tựu năm tinh cần chi này, tức là năm điều đắc đạo hiện thế đó. Chấp nhận lai bậc lãnh đạo được giảng dạy buổi chiều thì chứng đắc là sự thuận buổi sáng, nếu được giảng dạy buổi sáng thì chứng đắc vào buổi chiều. Quý vị có thể coi đầy đủ trong cái kinh Bồ Đề Vương Tử kinh này. Lúc bây giờ ông này nghe Đức Phật nói, ban đầu ông cũng nghĩ hỏi Đức Phật, đệ tử Đức Phật nếu mà theo ngài mà nghe lời ngài học dạy thì người ta tu bao lâu tu chứng. Thì Đức Phật thay vì Đức Phật trả lời, Đức Phật hỏi lại như ngươi có cái nghề, nghĩa là câu móc thiện xảo nè, cái nghề của ngươi thì là cái người đệ tử muốn học nghề ngươi bao lâu xong thì người đó phải đòi đủ có năm tinh cần chi này thì mới đạt được. Thì rồi sau đó ông nói đó là không cần tới năm cái, chỉ cần một điều thôi là cũng thể đạt được rồi, chứ đừng nói mà năm điều đó. Rồi bắt đầu Đức Phật mới hạ xuống cho chúng ta thấy. Thì tu tập, nếu mà tu tập theo lời dạy Đức Phật thì chúng ta thấy, nếu tứ niệm xứ thì chúng ta nó là từ 7 năm đến 7 ngày. Thực ra 7 năm 7 ngày đây dành cho cái trình độ tu tập phổ thông của mọi người, nhưng người nào có phước nhiều đó, người ta có thể để tu tập đây là nói dạy buổi chiều sáng chứng như vậy, chứ buổi sáng chiều chứng thì cái chuyện này thời buổi này hơi khó. Nhưng mà chúng ta quyết chí chúng ta tu tập đi thì chúng ta sẽ đạt được, nghĩa là 7 năm 7 tháng 7 ngày cũng có thể đạt được cái điều đó. Chúng tôi nghĩ cái thời pháp đó, chúng tôi nói về chắc là vừa đủ cho gì. Bây giờ có thắc mắc nào trong 7 nhân này không? Bây giờ kiểm tra coi, nghĩa là 7 nhân bây giờ có hay không.
Và khi mà tu tập gì, tu tập thiền định, sau này quý vị coi 7 điều, 5 điều tự đoán quý vị có thể đạt được hay không. Nếu mà đạt được, chắc lẽ quý vị có thể đạt được đó. Giờ chúng tôi lặp lại lần nữa cho quý vị nghe. 7 nhân đắc đạo hiện đời, bởi do quá khứ tạo thời đủ căn. Một là người phải tâm nhân, vô tham không giận với nhân chẳng mờ. Hai là trí độ trước kia liên quan pháp quán sang bày vừa tu. Ba là tinh tấn công phu, nương theo giải thoát mặc dù trở ngăn. Bốn là hành đúng lý chân, chánh tạng chú giải khỏi phân sai lầm. Năm là nơi chỗ vừa tâm, hành đạo thích hợp trọn trăm đủ đầy. Sáu là quái niệm không vây, chẳng chi bận biểu đó đây chút nào. Bảy là đặng rảnh làm sao, chuyên tu chẳng có việc nào xen vô. Bảy nhân trước đã trình vô, năm điều tự đoán đặng vô thánh phần. Một là chẳng có lăng xăng, tinh chánh tam bảo sư tăng dạy rành. Hai là sức khỏe đủ thành, tiến tu chẳng trễ dễ sanh trí nhiều. Ba là thầy bạn hòa nhau, chẳng có đố kỵ làm sao bỏ hành. Bốn là tinh tấn hy sinh, dầu cho gầy ốm mặt tình ra sao. Năm là đá đắc trí cao, đến tự tiến thoát phần sau đó rành. Căn đầy tâm học mới thành, làm tròn quân sự đạo sanh kiếp này. Đó là đầy đủ cái gian cho quý vị nghe. Rồi nghe là bây giờ có cái gì cần thắc mắc thì xin mời quý vị hỏi, đặt câu hỏi. Bạch Ngài Thanh Chức. Dạ, con như có thể là cái câu hỏi con có thể giống như nhiều cái yếu tố của cư sĩ tại gia có mặt ở trong khóa thiền này, thì con cũng bạch xin bạch ngài là cho cư sĩ của tụi con là biết là cái những làm những cái việc thiện pháp nào để cho cái công việc của cư sĩ của tụi con sau này sẽ được sự thành công, đó được sự thuận lợi, nó ít có tạo bị những cái phước cái nghiệp xấu nó cản trở cho cái công việc của mình sau này, thì cư sĩ của con sẽ làm cái thiện pháp nào để sanh được cái sự công việc đó được thuận lợi sau này. Nếu nói về đi làm sanh cái tài sản thì mình phải phải học một cái nghề nào á. Việt Nam nó nhất nghề tinh nhất thân vinh. Ở đây sư không nhớ được cái đoạn trong kinh nói chi tiết và Đức Phật dạy một người cư sĩ phải làm như thế nào để sanh được cái tài sản. Mà làm gì nữa nó cũng đòi hỏi phải có phước quá khứ thôi. Nếu không có phước quá khứ thì chúng ta không thể nào thành tựu được. Phước quá khứ muốn nói rằng giống như bây giờ cũng một người làm một cái nghề đó, nhưng mà cả đời họ chỉ làm thợ thôi chứ không thể làm chủ được. Nhưng mà nếu mà có phước á thì làm một thời gian sau từ thợ họ sẽ lên làm chủ. Cũng giống như vậy, chúng ta nói về ông Bill Gates nha. Đó, Bill Gates á thì cũng học sinh ra trường cũng khởi nghiệp giống như nhau, nhưng mà ông khởi nghiệp cũng từ cái giống như mà đi từ bước đầu lên, một thời gian sau ông trở thành chủ. Nhưng mà người khác khởi nghiệp á không biết là có được tương lai được làm chủ không, đó phải đòi hỏi có phước quá khứ nữa. Có phước quá khứ thì khi mà chúng ta làm việc thì nó sẽ trợ cho chúng ta trong đời hiện tại. Đây nói về cái tài sản thôi. Còn nếu nói qua cách khác nữa thì phải nhiều khi cái phước cái tài sản nó phải cộng với cái sự tu tập chúng ta nữa. Giống như cái câu chuyện mà chúng ta được nghe bài kệ trẻ không sớm biết tu hành, không lo tài sản để dành mai sau, còi già u rũ bên ao cá tôm vẫn có sinh sao chết dần. Ta nói về vợ chồng của một ông trưởng giả. Nếu mà còn sơ niên á, cố gắng á, vợ chồng bố thí trì giới tham thiền sẽ được giàu có nhất của thành phố. Nhưng mà thời sơ niên đã bỏ qua. Nếu mà thời sơ niên mà tu tập á, thì chồng đắc A-la-hán, vợ đắc A-na-hàm. Nhưng thời sơ niên bỏ qua tới thời trung niên. Cũng nếu mà còn cố gắng bố thí trì giới tham thiền, tức là tu tập tạo phước á, thì có thể giàu có hạng nhì thành phố. Nếu tu tập chồng có thể an na hàm và vợ tư đà hàm, bắt đầu tới thời kỳ thứ ba, thời kỳ lão niên, nếu mà còn hồi tâm chuyển tánh, hồi đầu hướng thiện đó, để mà cố gắng làm việc thiện đó, thì có thể vợ chồng được giàu có hàng ba trong thành phố. Đó, còn nếu mà tu tập đó, thì chồng có thể đắc được tư đà hàm, vợ đắc tu đà quần. Nhưng ba thời đó nghĩa là tài sản đời đó đã không tạo dựng lên được, lo ăn chơi nghĩa là phá hoại cái phước, không lo tu tập, thành ra tài sản đời cũng không sanh được mà tài sản đạo cũng mất luôn. Đáng lẽ vợ chồng có thể đắc chứng đạo quả được, nhưng mà cuối cùng phải đi đến chùa để ăn xin. Thì dựa trên cái câu chuyện này chúng ta cũng rút ra cái kinh nghiệm, chúng ta thấy bây giờ muốn mà có tài sản đời cho khá thì chúng ta chịu khó sống đời đạo đức đi, thì
thì phước cái đời đạo đức cái phước chúng ta sẽ từ từ nó chuyển cái nghiệp chúng ta và sẽ thay thế nó khá dần. Ở đây chúng tôi được nghe được cái chuyện ngày xưa ngày Hòa Thượng Hồ Tông á, lúc giờ độ cho gọi là cái bà đó như là bà Phát Thành, bà đó là bà chuyên buôn bán hột xoàn. Khi mà bà chịu quy y với ngài rồi, ngài kêu bà giữ giới năm giới, thì bà nói bạch ngài, con buôn bán hột xoàn, nếu con giữ giới thì sao con bán được hột xoàn? Bởi nhiều khi hột xoàn giống như mà hư hay nứt bể vết gì đó mình phải nói tốt để mình bán được. Ngài nói cứ giữ giới được cho tốt đẹp đi thì chư thiên hộ trì thôi. Thì bà cũng nghe lời và cố gắng giữ, thì sao giống như mà hột xoàn ta lại ta mua hột xoàn nào tốt bà nói tốt về giá khác, hột xoàn là có tì vết thì có giá khác, bà cũng nói thật vậy. Biết rồi bà đạt được cái niềm tin của cái người mua hồi xưa, ta cần mua hột xoàn gì đó thì ta nói bà thì bà nói giá như là người ta đồng ý ta mua liền. Thì ngược lại không phải mình phải nói dối mình mới buôn bán được, mới làm ăn làm giàu được, mà mình nói thật cũng làm giàu được. Giống như trường hợp bà vậy đó, kể cái chuyện đó chúng ta thấy nhiều khi chúng ta cứ nghĩ theo cái đời không à, chúng ta nghĩ là phải nói dối, phải lừa đảo hay gạt gẫm vậy chúng ta mới buôn bán làm ăn được, chứ thật ra chính cái giới nó mới hộ trì cho được cái phước nó được tốt đẹp vậy đó. Thì giờ muốn mà có được cái tài sản của cải là đời nó cố gắng trong đời hiện tại đây, cố gắng nghĩa là bố thí trì giới tham thiền, nó tóm tắt là mình hành những cái thiện pháp vậy đó, thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta, rồi chúng ta hồi hướng chư thiên thì chư thiên sẽ hộ trì phước cho chúng ta. Mà nên nhớ cái phước mà chúng ta, bởi vì cái phước chúng ta giống như mà chúng ta trồng cây lâu năm vậy, nó cũng từ từ nó phát sanh chứ không phải phát sanh liền. Bởi vì chúng ta hồi đó chúng ta không trồng sẵn, nếu chúng ta trồng sẵn rồi thì tới thời đó chúng ta hồi hưởng quả thôi. Còn bây giờ không có, chúng ta chịu khó trồng lâu năm chút nó trễ nải được, nhưng mà những tài sản của cải sanh lên chúng ta là nó hợp pháp và chúng ta không có cái tội lỗi hay cái lỗi lầm nào trong vấn đề thu hoạch cái tài sản hết. Đó là nói tóm tắt về cố gắng, chứ chúng ta không thể nào đi cái đường của thế gian được. Đường thế gian là đường bất thiện, đều có giá phải trả hết. Rồi xong câu hỏi. Tinh tấn làm sao? Tinh tấn ba la mật, phước ba la mật. Có tinh tấn ba la mật đây tức là mình làm sao mình từ bỏ ác tu tập thiện. Ở trong kinh Đức Phật dạy về tứ chánh cần đó, chúng ta có thể coi chánh cần, thận cần, trừ cần, tu cần, bảo cần. Thận cần tức là chúng ta dè dặt đừng cho tâm bất thiện nó phát sinh lên. Còn trừ cần những tâm bất thiện phát sinh lên là chúng ta cố gắng đoạn trừ. Đó hai phần đó thuộc về từ bỏ ác đó, bắt đầu tu tập thiện. Nên những thiện pháp mà chúng ta chưa có chúng ta phải làm cho nó sanh khởi lên. Và khi mà sanh khởi lên được rồi chúng ta phải duy trì phát triển cho nó đến tận cùng. Đó là coi nó thuộc về tinh tấn ba la mật, nó là tinh tấn từ bỏ ác tu tập thiện. Còn ba la mật thì chúng ta hiểu ba la mật là cái phước đưa đến giải thoát, gọi là ba la mật. Chúng ta chỉ hiểu đơn giản và đủ rồi, không cần hiểu sâu xa. Những phước nào đó chúng ta làm việc là chúng ta hướng về cái giải thoát, thì đó là cái phước ba la mật. Nhưng bây giờ nó có vấn đề này mà không ai chưa hỏi hết. Bảy nhân đắc đạo hiện thế đó, tuy rằng nói là đòi hỏi là đời quá khứ chúng ta phải tu tập từ từng tự 10 ba la mật thì nó sẽ trợ giúp cho chúng ta để đắc chứng đạo quả. Nhưng bây giờ quá khứ mà chúng ta nghĩa là không biết là có tu tập hay không, mà bây giờ chúng ta muốn có một điều gọi là bổ túc ba la mật. Vì có nghe từ bổ túc ba la mật không? Giống như bây giờ học cái về văn hóa đời, người ta học từ lớp 1 đến lớp 12 không nói chi hết. Còn bây giờ chúng ta nghĩa là nghỉ ngang, chúng ta không có điều kiện được, thì chúng ta muốn học được giống như trình độ người ta, chúng ta nhờ học tắt nghỉ ngang gọi là bổ túc văn hóa, thì chúng ta cũng có trình độ giống như người ta. Bổ túc văn hóa như thế nào thì bổ túc ba la mật cũng vậy. Mà bổ túc ba la mật của Đức Phật dạy á, có ba điều. Mục đích tu tập ba la mật để đoạn trừ gì? Đoạn trừ tham, đoạn trừ sân, đoạn trừ si. Đó thì Đức Phật dạy tóm tắt đó trong cái bài kinh Quê La Má là thứ nhất là bố thí ba la mật. Bố thí ba la mật mục đích là để trừ tham, và tu tập từ ba la mật để trừ sân,
và trí tuệ ba la mật đã trừ si. Đó ba cái bộ bổ túc đó thì cái dây văn đó trong kinh Đức Phật dạy về về cách bố thí cúng dường thế nào để được cái phước vật nó sanh. Đó, và nó cũng là cái nhân để mà đoạn trừ tham và tu tập từ ba la mật sao để cho nó đoạn trừ được sân và tu tập quán tưởng vô thường để mà trừ si, thì cái đó là một cái đại thừa pháp khác. Thì quý vị có thể chờ dịp khác hoặc là để sư Hạnh Tuệ sẽ giải thích cho quý vị nghe vấn đề đó, chúng tôi chỉ nêu sơ cái điều đó thôi. Đó là bổ túc đó, bổ túc ba la mật đó mục đích là để mà trừ tham sân sân si, mà bây giờ chúng ta bây giờ không có thời gian để chúng ta tu tập 10 ba la mật giống như quá khứ tương tự, thì chúng ta tu tắt ba cái pháp đó thì cũng có thể đoạn được tham sân si, thì chúng ta có thể đắc chứng đạo quả được trong đời hiện tại. Dạ, con nhờ bạch ngài cho con hỏi là cái thời buổi tu tập thì kinh tạng thì ghi chép lại như thế nào, và cái bản gốc thì còn cái không hay là sao chép như thế nào? Dạ. Cái này chúng tôi nghĩ là quý vị chắc cũng được nghe Chư Tăng nói rất nhiều rồi. Thì nói khi mà kết tập tâm tạng thời Đức Phật thuyết giảng á, là gọi là khẩu truyền tâm thọ. Tức là Chư Tăng học nhau là truyền miệng nhau. Đó, truyền miệng nhau là sau khi mà kết tập lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba gì đó là Chư Tăng mới trùng tụng, trùng tuyên lại những lời dạy đến cho ngày hôm nay. Thì sau khi mà Chư Tăng trong qua một cái thời kỳ đó, không thể... không có nhớ nổi cái tâm tạng nên mới ghi ra cái sách viết, chữ viết. Thì còn lại ngày hôm nay chúng ta còn về sách chữ viết đó ghi lại trong tâm tạng và văn bản đó, thì chúng ta học về tâm tạng đó, tâm tạng về Bali đó, chúng ta học có đầy đủ, được đầy đủ hết. Đó là có về cái văn bản đó để được đầy đủ hết, chúng ta không có chuyện mà tâm sao thất bổn. Bởi vì giống như chúng ta Nam Mô Tát Sa thì nước nào cũng Nam Mô Tát Sa chứ không phải Nam Mô Tát Sa vậy, không có thêm một chữ nào, âm một nửa chữ đừng đó mà thêm một chữ nữa. Thì trong tâm tạng người ta có quy định nghe cái đoạn văn đó, gọi là tiếng Bali nó gọi là pha ná qua rá, theo tiếng Khmer gọi là phiền quyên. Pha ná qua rá là gọi là tụng phẩm, trong đoạn đó tụng phẩm đó là biết bao nhiêu âm, bao nhiêu chữ, bao nhiêu từ thì người ta quy định trong một đoạn văn nó có sẵn, không thể nào người nào thêm một cái từ nào khác vô được, nó sẽ chổi liền. Đó là nói về tâm tạng mà ghi để lại cho chúng ta ngày hôm nay. Thì Chư Tăng ngày hôm nay cũng dựa theo cái tâm tạng đó để học, nghiên cứu. Còn muốn học nữa thì chịu khó có thời gian rảnh rỗi học giáo lý với Chư Tăng mấy vị, mở lớp đó chúng ta học thêm, học tiếng Bali chúng ta biết thêm từng tự. Bởi vì bây giờ trong tâm tạng bây giờ nó tạm gọi chia ba loại. Tam tạng gọi là tí bí tá cá, thì chúng ta hiểu cái tam tạng đó là tạng kinh, tạng lực, tạng áp bí thâm, đó là ba tạng đó. Hoặc là chúng ta chia lại khác, tam tạng thứ nhất gọi là chánh tạng, thứ hai gọi là tục tạng, thứ ba là tạp tạng. Thế nào là chánh tạng? Chánh tạng chúng ta biết là tạng kinh, tạng lực, tạng áp bí thâm, đó gọi là chánh tạng. Còn thế nào gọi là tục tạng? Tức là cái tạng nối theo. Tạng nối theo là khi mà có chánh tạng đương nhiên nó có tục tạng, tức là có tục tạng chúng ta quen gọi là Át Thát Cà Tha đó, nó Cà Tha. Nhưng mà đôi khi cái Át Thát Cà Tha người ta có thêm một cái từ đời sau đời Át Thát Cà Tha, nó có một đời nữa gọi là Ti Ca. Ti Ca chúng ta có thể dịch là sớ giải, còn cái Át Thát Cà Tha dịch là chú giải. Đó là cái từ chúng ta không có từ nào khác đặt bằng những từ đó thôi. Đó là chúng ta có tam tạng là chánh tạng, tục tạng và tạp tạng. Tạp tạng đây là tuy là nó cái tục tạng á, nhất định nó phải giải hết, nghĩa là trong cái chánh tạng hết tạng kinh, hết tạng luật, tạng áp thâm, nó gọi là cái đó gọi là cái tục tạng, nó theo giải hết. Cái Át Thát Cà Tha giải hết như thế nào thì Ti Ca cũng giải hết, Át Thát Cà Tha cũng giống như vậy. Còn riêng mà cái tạp tạng tức là những cái phần người ta lấy trích đoạn thôi, chẳng hạn như mà bộ Quý Sự Tiếng Mắt Cá là bộ Thanh Tịnh Đạo, thì người ta chỉ lấy ba cái ý nghĩa là giới, định, tuệ ra, thì diễn giả triển khai thành cái bộ của Sự Tiếng Mắt Cá. Đó là bộ đó là gọi là cái tạp tạng nhất định, và những tạp tạng nó phải viết bằng tiếng Bali, chứ còn những cái tiếng mà viết là bổn xứ nước nào không xài được, quý vị nên nhớ. Cho chúng ta dịch tiếng Việt hay dịch tiếng Anh gì nữa mà tiếng đó không có tiếng Bali là tiếng nó không xài được, bởi vì trình độ mình chưa có hiểu được tiếng Bali,
giống như tiếng mẹ đẻ. Còn khi nào chư tăng mà học được tiếng Pali giống như tiếng mẹ đẻ, soạn ra những kinh sách đó, nó gọi cái tạp tạng đó mới được kể. Tạp tạng giống như bộ những bộ Pali, hay là bộ Quy Sự Tiếng Mắt, hay là bộ Abhidhammatha Sangaha, là bộ Thắng Pháp Tập Luận vân vân. Đó những bộ tượng trưng, hay bộ Milada Banha, Miti Nhân Đáp, là những bộ đó đều có gốc tiếng Pali hết. Đó là chúng ta mà có tiếng Pali thì chúng ta mới có được cái nghĩa chúng ta dịch ra. Mà ngày nay chúng ta chưa dịch nổi ra được hết chánh tạng, mà chưa dịch ra nổi ra cái chú giải, rất là chúng ta thiếu phước. Chúng ta theo Phật giáo, chúng ta theo Phật giáo hơn 2.000 năm nay rồi, nhưng mà chúng ta cũng vẫn chưa làm được cái chuyện đó. Không biết chừng nào mới làm được cái đó, chưa biết. Bởi vì chúng ta phải có được cái đó. Có người ta nói nếu mà chúng ta không dịch được tâm tạng ra hết, chúng ta không hiểu hết được lời dạy Đức Phật, thì chúng ta khó mà tu chứng được. Thì người ta nói cũng hơi quá, nhưng thật ra nó cũng có cái giá trị. Cái chỗ là chúng ta phải có được coi hết lời dạy Đức Phật rồi, chúng ta muốn được dịch sâu sát vậy chúng ta mới hiểu được thâm sâu những lời dạy Đức Phật, chứ không chúng ta hiểu rất là hời hợt. Hồi xưa đó thì phải nói chư tăng á, khi mà Hòa Thượng Thích Minh Châu về Việt Nam dịch ra được Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tương Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, chư tăng rất là hoan hỷ. Bởi sao vậy? Nghĩa là học thêm một số cái pháp mới được dịch ra. Chứ còn lúc đó chư tăng mặc dù nghĩa là có một số vị có thể học được tiếng Thái, học tiếng Campuchia, hay là học tiếng Anh, có thể coi được trực tiếp, nhưng mà rất ít, không được đầy đủ. Khi mà Hòa Thượng nghĩa là dịch ra được đó, cũng cung cấp thêm cái tư liệu cho chư tăng nghiên cứu. Chứ là những vị pháp sư đó rất là mừng, rất là hoan hỷ, ra dịch ra được cái cuốn nào rất là mừng cuốn nấy, là bởi vì có đã học thêm nhiều pháp. Chẳng hạn như ngài Hòa Thượng Giới Nghiêm, ngài dịch ra được cái bộ Mi Linh Đá Banh Ha, Mi Ti Nhãn Đáp ba quyển, quyển 1, quyển 2, quyển 3. Thì chư tăng lúc đó nghĩa là nhất là vị pháp sư đó, chúng tôi thấy rằng nghĩa là rất là háo hức khi mà kiếm có được cái cuốn mà in ra được, rất mừng lắm. Về lật nghe, coi ngày coi đêm, nghĩa là coi cho hiểu, coi lời nghĩa là Đức Phật dạy gì, và các ngài biện giải sao vân vân, từng vấn đề đó. Còn học thêm cái những bài đó thì coi như là chư tăng dựa trên cái chỗ đó cũng học thêm có một số vấn đề trong cái Phật pháp, thì nhờ đó mà chư tăng cũng mở mang rất là nhiều. Và nếu mà chúng ta mà có được tam tạng hay chú giải mà bằng tiếng Việt đó, thì giúp thêm trình độ nghiên cứu chúng ta, tránh qua cái lời mà của các tổ dạy, mà chúng ta giờ học lời Đức Phật dạy. Nhưng mà lời Đức Phật dạy thì giờ người ta không có quan trọng trọng cái lời Phật dạy, mà ta cứ coi cái lời tổ dạy không. Giống như là tổ là chân lý, mà tổ không biết là ổng tu cái gì không biết, chả biết. Nhiều khi mà coi kỹ ổng tu không đúng như là Đức Phật dạy, bởi là phải coi trong tâm tạng, chứ coi trong chánh tạng chúng ta coi rõ ràng. Trong Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tương Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh hay Tiểu Bộ Kinh, thì chúng ta thấy Đức Phật dạy cái tu khác với cái tổ giờ. Thành ra chúng ta cũng được còn may mắn được học được nghe như lời dạy của Đức Phật, cũng nhờ Hòa Thượng Minh Châu chỉ cho chúng ta được xem một số. Còn gì có cần hỏi gì hỏi nữa, còn hỏi nữa chúng tôi kết thúc để cho quý vị nghỉ. Thời pháp đến đây cũng vừa phải lẽ. Trước khi dứt lời, chúng tôi xin hưởng phước lành đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ pháp, Đức Trời Thích Tứ Đại Thiên Vương và chư thiên ngự chung quanh đây trong ngôi thiền viện nguyên thủy này. Xin quý ngài quan hỷ thọ lãnh một phước này để được an vui lâu dài, để cảnh giới chư thiên, và cầu xin quý ngài hộ trì Phật pháp cho được hưng thịnh suốt 5.000 năm, nhất là tại xứ Việt Nam này. Đồng thời cầu xin quý ngài hộ trì cho chư đệ tử tăng, quý cô tu nữ cùng chư thiên nam nữ luôn luôn được mạnh khỏe an vui, gặp nhiều thuận may trong đời sống, được tấn quá trong Phật pháp. Và nhất là phần phước này kính dâng cho đệ tử tăng và những chư điều phần phước này đến toàn thể quý cô tu nữ cùng chư thiên nam nữ. Xin hãy thọ lãnh phần phước trí này để phát sanh nhiều trí tuệ, để thấy rõ ý nghĩa Phật ngôn, để tu hành thành lời Phật dạy, ngõ hầu mau chóng đoạn tận ngũ ô, thành tựu chánh trí, chứ ngồi để bàn đồng nhau cả thảy ê quan.